Thưa các đồng chí, thưa các bạn, ngày 24 tháng 10 năm 2021, Chi hội cựu chiến binh tổ dân phố số 8, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang đã tổ chức lễ kết nạp hội viên năm 2021. Do tình hình dịch bệnh COVID đang diễn ra có phần phức tạp theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh, việc tổ chức các cuộc hội họp nhưng vẫn phải đảm bảo công tác phòng chống dịch, cho nên hội nghị đã mời các thành phần chủ chốt và tiêu biểu trong chi hội tới dự, có đại diện cấp ủy chi bộ và lãnh đạo các ban ngành của tổ dân phố. Sau lễ chào cờ, đồng chí Hoàng Văn Hùng, chi hội trưởng đã đọc các quyết định về việc kết nạp vào Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đối với 3 đồng chí. Đồng chí Trần Tử Trường sinh năm 1961, nhập ngũ tháng 3 năm 1983, xuất ngũ tháng 4 năm 1986. Đồng chí Nguyễn Văn Minh sinh năm 1959, nhập ngũ tháng 8 năm 78, xuất ngũ tháng 8 năm 1982. Đồng chí Nguyễn Thị Yên sinh năm 1960, nhập ngũ tháng 4 năm 1981, xuất ngũ tháng 4 năm 1984. Theo quyết định này, các đồng chí hội viên được sinh hoạt tại Chi hội Cựu Chiến binh Tổ dân phố số 8, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang kể từ ngày được kết nạp. Đồng chí Nguyễn Văn Minh sinh hoạt và công tác tại Chi hội Cựu Chiến binh Tổ dân phố số 8, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Hội Cựu Chiến binh thành phố Bắc Giang, Hội Cựu Chiến binh phường Ngô Quyền, số 78 QĐ-CCB, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự hạnh phúc, phường Ngô Quyền, ngày 15 tháng 5 năm 2021. Quyết định về việc kết nạp hội viên. Ban chấp hành Hội Cựu Chiến binh phường Ngô Quyền căn cứ điều lệ Hội Cựu Chiến binh Việt Nam khóa 6, căn cứ biên bản hội nghị Chi hội Cựu Chiến binh tổ dân phố số 8 ngày 28 tháng 3 năm 2021, căn cứ nghị quyết Ban chấp hành Hội Cựu Chiến binh phường Ngô Quyền ngày 12 tháng 5 năm 2021 quyết định điều 1 kết nạp đồng chí Nguyễn Thị Yên sinh ngày 30 tháng 8 năm 1960, nhập ngũ tháng ngày 5 tháng 4 năm 1981, xuất ngũ 30 tháng 4 năm 1984 vào Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Thưa các đồng chí và các bạn, tới dự hội nghị này trong không khí vui mừng và phấn khởi, thay mặt cho cấp ủy lãnh đạo tổ dân phố số 8, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, đồng chí Phạm Huy Lại là bí thư chi bộ đã lên trao các quyết định và gắn huy hiệu cựu chiến binh cho các đồng chí hội viên cựu chiến binh mới được kết nạp. Tại buổi lễ long trọng và trang nghiêm này, đồng chí Nguyễn Văn Minh thay mặt cho 3 hội viên mới được kết nạp đợt này đã phát biểu cảm tưởng trước hội nghị. Đồng chí cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh các cấp đã tin tưởng và quyết định kết nạp các đồng chí vào Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, đồng thời xin hứa sẽ phát huy bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu trong các hoạt động tại địa phương, xứng đáng là công dân gương mẫu, hội viên tiêu biểu của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Tại hội nghị, đồng chí Chi hội trưởng Hoàng Văn Hùng đã thay mặt lãnh đạo chi hội thông báo một số vấn đề cơ bản trong điều lệ Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và nội quy của Chi hội Cựu Chiến binh Tổ dân phố số 8 Ngô Quyền để các hội viên mới nắm được và thực hiện. Cũng tại cuộc họp này, chi hội đã thông báo cho một đồng chí được miễn sinh hoạt do vấn đề sức khỏe, tổ chức tiếp nhận một đồng chí hội viên chuyển từ nơi khác đến, đồng thời triển khai một số nội dung nhiệm vụ của chi hội cuối năm 2021. Còn không thì chúng ta sẽ gửi ngân hàng để lấy cái lực. 100% không không muốn.
thứ hai là quỹ, cái này cái quỹ đồng này là các quỹ chỉ mà qua tháng này đồng hàng năm là đồng hành trên núi đồi biên cương để nói nào xa thực ra cái tại thời điểm mai mai lòng chúng ta ca bài ca người lính thế thì có từng đánh đoạn thì động lại thay mặt cho cấp ủy, chi bộ và ban công tác mặt trận, đồng chí bí thư chi bộ đã phát biểu chỉ đạo chúc mừng các đồng chí hội viên mới được kết nạp, ghi nhận những đóng góp của chi hội cựu chiến binh đối với tổ dân phố số 8 và mong mỗi thành viên cựu chiến binh luôn phát huy tinh thần đi đầu, gương mẫu trong các phong trào của địa phương, sát cánh cùng với chi bộ, mặt trận và các đoàn thể của cụm dân cư để tổ dân phố số 8 phường Ngô Quyền luôn xứng đáng là cộng đồng dân cư tiêu biểu trên địa bàn thành phố Bắc Giang.